các bạn. Mình tối hôm nay mình đi gia đình mình đi ăn cơm gà. Lên trên mạng thì mình search cơm gà. Lại cơm gà Bà Rổng. Ở 21/9. Yeah, mình đi ăn. Mình thì cũng thường hay đi ăn nhưng mà cứ thỉnh thoảng buổi tối thì gia đình hay đi khám phá một cái món gì đó. Và khi mà tới thấy nó cũng rất là thú vị, các bạn thấy chưa? Là sợ rồi. Là con gái của Tam Bi của mình. Các bạn thấy không ạ? Tam Bi của mình. Con thấy cái món cơm gà con có thích không? Thích không con? Dạ thích. Con thấy ngon không? Dạ ngon. Lần sau con có quay con ăn nữa không? Có. Có. Wow. Hôm nay con ăn được nhiều món không? Hôm nay con ăn được nhiều món không? Dạ nhiều. Ừ. Vậy thì mình vào này các bạn thấy không? Mình kêu cái món canh cải, cái món này là cái món gà sạch hết rồi, cái đĩa này là cái đĩa gà chặt lá chanh, này là cái món cơm gà Bam Bi ăn này, cái dĩa rau tối, rồi cái này là hành tiêu bông tỏi nó hết rồi, là nó uống trà đá, bên này là cái trà sữa mua bơ cạnh, cái này là khung cảnh của quán. Cái món ăn của Sài Gòn thì đây là một trong những quán món ăn miền Trung. 21/9. Mình cũng không biết đâu, mình cũng mới vừa đi sợ thôi. Quán này thì chủ yếu ban ngày nó mới đông các bạn. Trưa, cơm trưa, nó mới đông. Còn giờ này thì nó ít thôi, mà mình phải đi ăn cái khung cảnh giờ này để cho nó tiện hơn. Và nói về kinh doanh một chút xíu. Nếu các bạn nào mà các bạn chịu khó, các bạn ra mở một cái hình thức, một cái quán ăn gà như vậy, và các bạn làm đến nơi, đến chốn, món ăn gà chất lượng ngon, thì rõ ràng là trong thời gian các bạn có khách và các bạn sẽ khá giả hơn. Cái việc mà ra khởi nghiệp mở một cái quán gà như vậy nó hoàn toàn không có khó khăn một xíu nào hết. Và có dịp thì các bạn đi tham khảo nó như vậy, các bạn ở trên lầu nó có nè, nhưng mà nó cũng khá là đơn giản, nó cũng đã lâu đời rồi. Và mình hy vọng là sau khi mình quay cái ngọn lô này lên, cái idea và cái tầm nhìn và cái việc ra mở cho mình quán, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mà thỉnh thoảng cái quán mà mình thấy có ý tưởng kinh doanh sẽ giới thiệu cho các bạn. Con xin chào Bambi, xin chào các bạn, bye bye các bạn.